Chào các bạn, trong video này thầy giáo sẽ thông tin cho các bạn một cái nội dung mà một số bạn hay hỏi, đó chính là cái nhóm để cộng đồng chúng ta có thể là chia sẻ cũng như là trao đổi các cái tài liệu đối với cái chương trình ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 và vật lý lớp 9. Thì thể theo nguyện vọng của các bạn thì thầy giáo có lập một cái nhóm học sinh giỏi vật lý 8-9. Và trong cái video này thì thầy giáo sẽ để cái đường link đó ở chỗ phần mô tả của video này nhé. Thì đối với cái nhóm học sinh giỏi vật lý 89 này thì nó có một số quy định, đó là chúng ta sẽ không được nói tục chửi bậy, không được quảng cáo các cái đường link cũng như là các cái nhóm kinh doanh trên mạng. Đấy, ngoài ra thì cái nhóm này của chúng ta sẽ chỉ để dùng để trao đổi các cái tài liệu cũng như là các bài tập liên quan đến phân môn vật lý. Thì đấy là thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn một số cái nội quy cơ bản của nhóm như vậy. Ngoài ra thì trên nhóm này thì thỉnh thoảng thầy cũng sẽ gửi một số những cái file bài tập cũng như là file tài liệu để chúng ta tham khảo. Thì ngoài ra thì cũng có sẽ một số cái file mà thầy sẽ gửi cái demo lên mà nó mất phí, thì các bạn nào mà muốn dùng những cái file đó thì các bạn cũng sẽ phải trả phí cho những cái file đó. Thế còn một số file thì thầy giáo sẽ gửi miễn phí, hoặc là sẽ gửi một số cái video để các bạn đã tham khảo. Thì cái nhóm của vật lý lớp 8, lớp 9 này thì thầy giáo đã nâng cấp nó lên thành cộng đồng, thế nên là chúng ta sẽ vào tối đa được 1.000 người. Đấy, thế còn nhóm bình thường mà không phải tài khoản business của Zalo thì chúng ta chỉ tối đa được 100 người thôi. Chính vì vậy mà cái nhóm này thầy đang xây dựng là được 1.000 người, thì các bạn có thể là chúng ta tham gia nhanh nhé, bởi vì là thầy giáo dùng cái tài khoản Business Zalo này nó cũng là miễn phí, thế nên là chỉ được duy nhất một nhóm cộng đồng được 1.000 người thôi, thế còn những nhóm khác thì cũng chỉ được 100 người thôi các bạn ạ. Đấy, thì trong video này thì giáo chia sẻ các bạn như vậy để các bạn đỡ phải nhắn tin hỏi thầy giáo nhiều về cái vấn đề nào là thành lập cái nhóm để trao đổi cái kiến thức vật lý lớp 8, lớp 9 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.